Đại Bồ Tát trụ vào chánh tánh định tụ có đọa vào cảnh giới ác không? Phật dạy: Này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát trụ vào chánh tánh định tụ nhất định không đọa các cảnh giới ác. Thiện Hiện, ý ông thế nào? Đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán, độc giác có đọa vào cảnh giới ác không? Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không. Phật bảo: Này Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát cũng vậy, từ lúc mới phát tâm tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa và vô lượng vô biên Phật pháp khác đều đoạn trừ các pháp ác, do đó mà không có chuyện bị đọa vào các đường ác, sanh vào trời trường thọ cũng không có việc đó, nghĩa là ở nơi đó các pháp lành thù thắng không được hiện hành. Nếu các Đại Bồ Tát ấy sanh nơi biên địa, hoặc sanh vào chỗ biên giới xa xôi, chỗ mọi dợ, thì không có việc đó, vì ở chỗ đó không thể tu hành các pháp lành thù thắng, sanh nhiều ác kiến, không tin nhân quả, thường ưa thích tập làm theo những nghiệp xấu ác,